Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp N4 các bạn nhé. Và đó là mẫu ngữ pháp gì thì xin mời các bạn theo dõi những slide tiếp theo. Như trên hình vẽ các bạn thấy là người phụ nữ này đi mua rau các bạn ha. Đi mua rau và có cái hình mũi tên đi mua rồi quay lại. Hình mũi tên này có ý nghĩa là đi mua rồi quay lại. Thì khi này trong tiếng Nhật muốn nói là đi làm một cái hành động nào đó rồi quay lại thì chúng ta sẽ nói là yaseo katte kimasu hay yaseo katte kimasu. Và đây cũng là mẫu ngữ pháp mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Vete kuru, vete kimasu, vete kuru, đi làm gì đó rồi quay lại. Cách dùng thì mẫu ngữ pháp này dùng để biểu thị hành động là đi đâu đó, làm gì rồi quay lại. Và để hiểu rõ hơn mẫu ngữ pháp ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một vài ví dụ sau đây. Người phụ nữ này là đi vệ sinh các bạn ha, muốn đi vệ sinh xong sau đó quay lại. Đi vệ sinh rồi quay lại thì khi này mình sẽ nói là chotto toire itte kimasu. Chotto toire itte kimasu. Tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại. Tiếp tục chúng ta có đi rửa tay các bạn ha. Đi rửa tay rồi quay lại. Thì khi này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói là gì các bạn? Ngày teo aratte kimasu. Teo aratte kimasu. Tôi đi rửa tay một chút rồi quay lại. Hay teo aratte kimasu. Người đàn ông này muốn đi mua thuốc lá đúng không các bạn? Muốn đi mua thuốc lá rồi quay lại. Chúng ta có câu sau đây. Chotto tabako o katte kimasu kara koko de matteite kudasai. Chotto tabako o katte kimasu kara koko de matteite kudasai. Tôi vì tôi sẽ đi mua thuốc lá một chút rồi quay lại, cho nên là xin hãy đợi tôi ở chỗ này. Xin hãy đợi tôi ở chỗ này. Này, đi mua thuốc lá rồi quay lại, chúng ta có tabako o katte kimasu các bạn ha. Tabako o katte kimasu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên nick và link bài tập ở phía dưới để cùng nhau làm bài tập, củng cố lại bài học các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản của các bạn nếu như các bạn làm đúng và đủ được 100 điểm. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo negashimasu.